Hồng xuyên che trời, bắt đầu kế thừa thánh thể cùng cửu bí giới thiệu vắng tắt. Xuyên qua đến hoang cổ huy hoàng rực rỡ năm tháng tự mình chứng kiến một ca khúc thịnh thế ca ngợi tự tay tiêu diệt nguồn gốc của bạo loạn chôn cất bản thân, số mệnh của thánh thể, tất cả đều ghi vào cổ sử. Chương 1 Trước khi chết mong đợi Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Window, Aspigon Push, không Muốn Đụng tự thiếu lông nỉ non thanh âm vừa mới ra khỏi miệng lại phát giác trước mắt một mảnh hỗn loạn giống như cả người bay ngược ra ngoài nặng nề té ngã trên mặt đất răng rắc dường như là tiếng xương cốt vỡ vụn tự thiếu lông ngã trên mặt đất hai chân đã không còn hình dạng bị bẻ gãy xương cốt mang máu đâm thủng quần dài màu xám đen lộ ra bên ngoài không đành lòng nhìn thẳng phóc thử tự thiếu lông kịch liệt ho khan một cái nhất thời một cổ khí kình từ trong cổ họng bắn ra là máu tươi hắn cảm giác cả người vô lực đau đớn thấu tim kích thích thần kinh liếc mắt nhìn lại dư quang cũng chỉ có thể nhìn thấy một chiếc xe con dựng cách mình không xa nắp động cơ đã biến dạng ngay cả thanh chắn trước cũng lỏng xuống có thể thấy được lực va chạm vô cùng lớn xe hơi nhấp nháy xuyên thấu qua kính chắn gió có thể nhìn thấy người lái xe bên trong vẻ mặt hắn mờ mịt hai tay ông đầu miền khẽ nhất. Nguyên lai là tai nạn xe cộ, ta muốn chết sao? Tự Thiếu Long đã không phát ra bất kỳ thanh âm nào, chỉ cảm thấy cổ đau đớn thấu tim kia đã dần dần trì hoãn. Ta cả đời này, thật bi ai, tầm thường vô vị, không có làm ra chuyện gì có ý nghĩa. Chết cũng được. Hắn thoáng nhìn điện thoại di động mới mua của mình, liền nằm ở trước mắt mình. Màn hình đã vỡ vụn, chỗ màn hình còn sót lại là một chút văn tự chương 889. Đại thành thánh thể quân lâm thiên hạ. Tự thiếu long lại phun ra một ngụm máu tươi, hắn có thể cảm giác được trái tim đã tự mạnh mẽ nhảy lên biến thành đứt đoạn liên tục phập phồng. Mất nhiều máu đến nỗi tim không thể chịu đựng được nữa. Dạ thiên, ha 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 ha, đại thành thánh thể. Ha ha ha. Tự thiếu long trong lòng có một tia an ủi, bộ tiểu thuyết này làm bạn với hắn quá nhiều thời gian là tiểu thuyết anh thích nhất, xem không dưới 10 lần. Cho dù là vừa mới ở ven đường chờ đèn xanh đèn đỏ, cho dù đột nhiên gặp tai họa bất ngờ một giây trước, hắn vẫn đang siêng năng nhìn, thật sâu vì hắn mê muội. Đại thành thánh thể quân lâm thiên hạ, mặc dù đã mất đi đến không hết năm tháng, lần thứ hai đăng lâm nhân thế, cũng phải vì nhân tộc chấn nhiếp những kia vạn cổ trường tồn mối họa. Cái cửu u của chuẩn đế tuyệt đỉnh mạnh mẽ chống đỡ đạo ngân của thanh đế cũng phải chứng minh đạo của mình thành tiên lộ hắc ám náo động dũng cảm đứng ra cô động thời gian cuối cùng trong sinh mệnh trở về tuyệt đỉnh ngày xưa cùng hoàng giả ngày xưa chiến một trận giải quyết xong tâm nguyện của thành đế thái cổ thánh thể thánh nhai thánh thể hư không đại đế thái dương thánh hoàng thái âm thánh hoàng vân vân quá nhiều nhân vật xâm nhập lòng người làm người tôn trọng làm người tiếc hận nếu như có thể xuyên qua nếu như có thể luân hồi Ta nguyện đi tới mảnh kia thiên địa. Từ thiếu long trong lòng trống to. Thế nhưng, hy vọng chung quy chỉ là hy vọng. Hắn sắp chết, dấu hiệu sắp chết đang đến. Là ánh sáng dần dần biến mất, là âm thanh dần dần biến mất, là tất cả không cách nào cảm giác. Con người sắp chết. Hình ảnh ngày xưa giống như đèn kéo quân nhanh chóng bay qua trong đầu. Là tuổi thơ vừa vui vẻ lại thương tâm, là thiếu niên mê mang giày vò là thanh niên rõ ràng thỏa thuê mãn nguyện, lại không thể nào xuống tay. Người mình thích năm xưa, bản thân nhát gan không thể nào hạ khẩu, để lại tiếc nuối đầu tiên trong đời. Nhớ lại ký ức trước kia, mới phát hiện quá mức bình thường. Tự Thiếu Long thật sự không cam lòng, hắn rõ ràng có chuyện vẫn muốn làm. Vài phút sau, Tự Thiếu Long trái tim đình chỉ nhảy lên, chết ở đầu người bắt đầu khởi động trên đường phố. Một tai nạn giao thông bất ngờ đã xảy ra và mọi người đã được lấp đầy xung quanh. Tiếng còi cảnh sát chói tai quanh quẩn bốn phía. Nghe nói, sau khi người chết, thứ cuối cùng biến mất chính là âm thanh. Tự thiếu long cảm thấy là đúng, hắn giống như cũng có thể nghe được một ít thanh âm thư thớt, giống như đang thở dài, một sinh mệnh sống động đình chỉ nhảy lên. Một người trẻ tuổi hào hoa phong nhã chết ở trước mặt. Tự thiếu long cảm giác mình giống như là bị một trận gió kéo, vượt qua từng đợt gió lốc kịch liệt hắn nghe được tiếng gió vô tận xen lẫn một ít tiếng mưa rơi sau đó lại là một trận trống giận kinh thiên giống như là người phát ra lại giống như là cự thú không thể gọi tên đang gào thét tiếng sấm vô tận nổ vang nổ vang bên tai tự thiếu long từng trận hồi âm quanh quẩn ngươi đến rồi quỷ hồn năm xưa thân ngữ bên tai ta một thanh âm vang lên mỗi khi ta lâm vào tuyệt cảnh ta liền có thể nhận ra được ngươi ta giống như thất bại. Đại thành kiếp của ta, ta không có độ qua. Đây là vận mệnh sao? Mặc dù ta dùng hết tất cả lực lượng. Đây là một đạo thanh âm rất ôn nhu. Tự thiếu long nghe được những thanh âm này, hắn cũng muốn đi đáp lại, nhưng lại không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm nào. Thanh âm kia còn nói. Thành tiên lộ lại xuất hiện, bọn họ lại muốn xuất thế. Không chỉ có bọn họ, còn có tôn đại thành thánh linh trời sinh dưỡng tàn sát bừa bãi nhân thế. Bạn thân của ta chết ở trên tay hắn. Ta hận. Đáng tiếc ta không có vượt qua đại thành kiếp của ta, ngã xuống trên đường báo thù. Hắn đang hối hận, nếu như vượt qua đại thành kiếp, hắn có lẽ có thể báo thù, có lẽ có thể ngăn cản những động loạn kia. Nếu như, nếu như lại cho ta một lần cơ hội, ta muốn nghịch thiên cải mệnh, sửa vận mệnh của mình tự thiếu long cảm nhận được cổ ý tứ bi ai kia đây là không cam lòng tự thiếu long liều mạng vung hai tay về phía trước tìm thư uyển muốn vạch trần hắc ám trước mắt hắn không thể nhìn thấy gì chỉ có thể nghe thấy âm thanh quỷ hồn năm xưa đừng cười nhạo ta ta thật sự rất muốn thành công a à, nếu như ta có thể đại thành trở thành thánh thể đại thành chân chính có thể giải quyết tất cả chuyện này tiếng khóc kia vang vọng cả không gian hắc ám đại thành kiếp đại thành thánh thể tự thiếu long trong lòng đại chấn che trời chẳng lẽ ta thật sự xuyên qua sao đây là tôn đại thành thánh thể nào không hắn vẫn chưa có đa xung hắn nói hắn đã thất bại tự thiếu long càng thêm gấp gáp muốn biết thân phận người này trong già thiên có lẽ từng xuất hiện thánh thể chưa từng vượt qua đại thành kiếp như vậy cho dù là tự thiếu long cũng không cách nào biết được thân phận của hắn ta thấy được, tương lai của ta, giọng nói kia lên tiếng, lại mang theo mấy phần dồn dập. Nguyên lai ta thành công, ta không thẹn với các tiền bối, ta đi tới thánh thể lộ tận, ha ha ha. Hắn cười to ra tiếng. Quỷ hồn năm xưa a, à, ta từ trong trí nhớ của ngươi nhìn thấy, ta quân lâm thiên hạ tuế nguyệt. Tự thiếu long trong lòng kinh hải. Lộ tận cấp thánh thể. Trong ký ức của tôi. Trong trí nhớ của ta, có bộ phận liên quan đến thánh thể, đó không phải là già thiên sao. Ngoài trừ vị thánh thể truyền kỳ đã đánh gục bá thể thủy tổ sắp sửa chứng đạo. Thánh thể thủy tổ ra, cũng chỉ có hai vị còn lại. Một cái là đạp phá thánh thể thể chất giam cầm dịp phàm dịp thiên đế, một cái thì là tại dịp thiên đế trưởng thành trong năm tháng ngắn ngủi sống lại qua thánh thể truyền kỳ. Vị thứ hai đi tới truyền kỳ đường thánh thể đức đoạn. Thánh thể hỏa tinh hắn là hỏa tinh thánh thể vì kia đi tới nhân sinh đỉnh điểm nhất tại thánh thể loại này bá tuyệt thiên hạ thể chất trung đi tới lộ tận tồn tại từng đại chiến bất tử sơn tại thái sơ mỏ cổ bên ngoài từng có huy hoàng chiến tích hỏa tinh thánh thể chương 2 không đại thành hỏa tinh thánh thể bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon window ashbygone push hắn là hỏa tinh thánh thể nhưng vì cái gì hắn độ đại thành kiếp thất bại hắn nếu là thất bại, làm sao sẽ ở đời sau đại thế bên trong truyền tụng hắn truyền kỳ? Chẳng lẽ ta đến, thay đổi quỷ tích lịch sử? Tự thiếu long suy nghĩ mãi không hiểu. Đừng sợ, ta dẫn ngươi tới đây. Hỏa tinh thánh thể nhẹ giọng nói. Tự thiếu long chỉ cảm giác được một cổ lực hút khó hiểu, tác động hắn, giống như là đang vượt qua hư vô. Thuyền nhỏ phiêu đảng trong không gian hư vô bị dẫn dắt đi về phía bờ bên kia trong nháy mắt ánh sáng lóe lên. Tự thiếu lông có thể thấy rõ bộ mặt của thế giới này. Thương hải giàn dụa, vô ngần tinh không rực rỡ vô cùng, mà trong mảnh tinh không kia, in dấu một đạo thân ảnh to lớn. Hắn tóc bạc xõa vai, giống như vạn quải tinh hà đảo lưu, một đôi mắt nhắm chặt, hai tay trải ra hai bên. Giống như đang ôm lấy vũ trụ. Mà ở bên cạnh hắn, vần quanh một mảng lớn màu vàng kim huyết dịch, giống như đại dương mênh mông, ở ngực hắn chỗ, thì là một đoàn đỏ tươi huyết dịch đang lưu động. Dáng người hùng vĩ kia làm cho người ta không tự chủ được quỳ bái. Thánh thể hỏa tinh. Đây chính là hỏa tinh thánh thể. Mặc dù hắn hiện tại chưa từng vượt qua đại thành kiếp, không có chân chính leo lên đại đạo đỉnh, cũng có tư thái khí phách vô biên. Từ Thiếu Long không dám chớp mắt, sợ nháy mắt liền biến mất không thấy. Hắn suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn, không biết đang suy nghĩ cái gì cũng không biết nên nói cái gì hiện thực cùng mộng cảnh ở đan xen hắn không biết đây là mộng hay là hiện thực một tôn tu vi thành thánh thể liền đứng sừng sững ở trước mắt hắn ở dưới bầu trời sau này đỉnh đầu hoàng vũ chân đạp ngàn vạn ngôi sao thân ảnh vĩ ngạn kia xoay người lại tự thiếu lông càng thêm khiếp sợ sắc mặt hắn tái nhợt không hề có chút huyết sắc mà lại có thể rõ ràng nhìn thấy Lông mày của hắn trong lòng có một chỗ thật lớn vết trách, bên trong phóng ra vô tận tinh quang. Đó là vết thương chí mạng. Hắn quả thật độ kiếp thất bại, tiên đài vỡ vụn, không thể tiếp tục sống sót. Rõ ràng nhân vật truyền kỳ trong cổ sử đã để lại một nét bút nồng hậu, lại độ kiếp thất bại. Lịch sử hậu thế sẽ bị thay đổi sao? Trên mặt thánh thể hỏa tinh nhìn không ra bất kỳ biểu tình nào, vô luận là bi thương hay là thất vọng ta không có hoàn thành tự thân huyết dịch chuyển hóa, bị vô tận thần lôi đánh phá cuối cùng một đạo phòng tuyến, cuối cùng thất bại trong gan tất. Hỏa tinh thánh thể đơn giản trình bày. Ta tên thiên tuế nguyên, từ thiên hoàng cổ tinh đi ra, luân hải, đạo cung, tứ cực, hóa long, tiên đài. Nghịch trảm thiên kiêu, hoành áp các tộc tinh không cổ lộ, từng bước từng bước đi tới hôm nay, sắp mở ra chính mình huy hoàng đỉnh, làm sao đại đạo gian nan, sắp chết đi thiên tuế nguyên nói tự thiếu long nghẹn lời thân thể đang run rẩy bụi về bụi đất về đất ai thiên tuế nguyên phát ra một tiếng thở dài toàn bộ thân thể cúi người xuống lấy cả phiến tinh không làm mộ phần muốn chôn cất bản thân đối mặt tử vong mặc dù có quá nhiều lưu luyến cũng không cách nào thay đổi cái gì chỉ có thản nhiên tiếp nhận không tự thiếu long không tiếp nhận được cục diện này vì vô địch giả vốn nên huy hoàng cả đời này làm sao có thể lấy cục diện như vậy kết thúc đây rõ ràng ván đã đóng thuyền tại sao kết cục xảy ra trước mặt hắn lại như vậy quỷ hồn năm xưa cảm ơn ngươi theo ta đi qua một đoạn năm tháng kia thiên tuế nguyên thanh âm quá ôn nhu thật sự rất khó liên tưởng đến hắn về sau sẽ trở thành một tôn cái thế vô địch đại thành thánh thể nhất định phải thay đổi tự thiếu long không cam lòng rống giận tự thiếu long cả người hóa thành một đoàn tinh quang, bắn vào trong tiên đại vỡ nát của thiên tuế nguyên. Vô cùng quỷ dị. Vừa tiến vào mi tâm thiên tuế nguyên, liền cảm giác được một cổ áp lực bạn bà khó hiểu đè lên người tự thiếu long. Đây là uy áp của vô thường cường giả. Tự thiếu long dần dần dung hợp với tiên đài vỡ nát. Trong nháy mắt, tự thiếu long nhìn thấy rất nhiều. Ký ức vụn vặt bay về phía tự thiếu long là đại địch mà Thiên Tuế nguyên ngày xưa gặp phải. Là người yêu năm ấy làm bạn bên cạnh anh. Là các bạn thân năm ấy cùng hắn chinh chiến các tộc tinh không cổ lộ. A a a. Một thanh âm thật lớn từ trong thân thể bàn bạc dần dần mất đi sinh mệnh này trống lên. Chấn động vũ trụ bát hoang. Ở dưới phiến tinh không này, vô luận là tồn tại gì đều nghe được một tiếng trống giận kia. Là tôn thánh thể kia, hắn đang độ kiếp một ít sinh mệnh cổ tinh bên trong vô số cường giả bay lên trời lấy vô thượng thần thuật nhìn xuyên hư không xem ra có tồn tại cấp đại thánh tế xuất binh khí đại thánh vượt qua hư không muốn thấy quá trình độ kiếp này bọn họ chú ý thật lâu hiện nay đạo kiếp nạn này hiển nhiên là đến thời khắc mấu chốt nhất mặc dù mạo hiểm cũng phải đến đây quan sát một chút dù sao cũng là một tôn chuẩn đế nhiễm một chữ đế huống hồ còn là một tôn sắp trở thành đại thành thánh thể tồn tại mà nay có một tôn thánh linh đại thành tàn sát bừa bãi các đại tinh vực không ai có thể chế ngự nếu quả thật có thể đi ra một bước này nhất định có thể ngăn chặn thánh linh loạn không chỉ có họ độ kiếp thanh thế quá mức to lớn có một sự hiện diện cao hơn để ý ở đây đây không phải thiên kiếp bình thường mà là đại thành kiếp độc thuộc về thánh thể một khi vượt qua lạch trời này đó chính là tồn tại cấp chí tôn chân chính chính, có thể đánh một trận với cổ chi đại đế. Thiên tuế nguyên tu vi đạt tới chuẩn đế bát trọng thiên, ít có người có thể cùng hắn một trận chiến, mà nay hắn đi tới khí huyết cường thịnh nhất trạng thái, nên đón chính mình khó khăn nhất thời khắc, đại thành kiếp. Lại sinh ra một tôn chí tôn cấp tồn tại sao? Thật sự là đại thế huy hoàng rực rỡ a, à, có đại thánh già nua than nhẹ ở một đầu tinh không xa xôi. Tôn đại thành thánh linh bạo ngược kia không biết hủy hoại bao nhiêu viên sinh mệnh cổ tinh, hiện giờ sắp có người có thể cùng nó chiến một trận, đây là chuyện may mắn. Có cường giả chân chính chạy tới nơi này, nhìn mảnh tinh tế phong vân nổi lên bốn phía xa xa, vô tận thiên lôi huy hoàng hạ xuống. Là một tôn chuẩn đế, nhưng tinh thần diện mạo của hắn có chút dị thường, rõ ràng khuôn mặt như cũ tuổi trẻ, mái tóc xõa vai, cả người thân thể đề bạc hữu lực, nhưng bốn phía lại kèm theo một chút khí thể màu đen vần quanh. a, à, là hắn, con trai thứ tư của hạng vũ đại đế. Khương Thu Thủy Là đế tử nhân tộc. Có cường giả nhân tộc nhận ra thân phận chuẩn đế này. Nghe đồn gia tộc hạng vũ đại đế từ tinh cầu xa xôi di chuyển đến bắt đẩu tinh vực. Tôn đại thành thánh linh kia cũng từng tàn sát bừa bãi qua bắt đẩu tinh vực, đáng tiếc bị người đánh lui. Có người nghi ngờ chính là hắn. Nhưng, có người giữ thái độ phủ định, dù sao vị đế tử này mặc dù tin tài diễm lệ, cũng từng cường đại qua một đoạn năm tháng, nhưng là muốn cùng chí tôn cấp chân chính tồn tại một trận chiến, đó là đầm rồng hang hổ. Hắn giống như bị trọng thương, bốn phía tử khí lành lạnh. Khương Thu Thủy không để ý đến những người đó, mà yên lặng đứng lặng tại chỗ. Nhìn không ra trên mặt hắn có biểu hiện gì. Hắn đang quan sát tôn thánh thể này, vì thế cũng làm một ít chuẩn bị có nhân vật thế hệ trước của Khương gia theo sát mà đến, bọn họ phi thường lo lắng cho vị lão tổ tông này, hắn đã vì Khương gia ngăn cản một lần kiếp nạn ngập trời, trong tộc có tộc lão đã nhìn ra trạng thái của vị đế tử này, tìm thư quyển hiển nhiên là lâm nguy tới cực điểm. Lão tổ, ngươi! Có Khương gia lão giả mở miệng muốn khuyên bảo cái gì, lại bị cắt đứt. Mệnh số của ta ngay tại sáng nay, tiếp tục sống sót dĩ nhiên vô dụng, ta cũng không muốn sống tạm như vậy hắn là hy vọng duy nhất, có thể mở ra một đoạn mới huy hoàng đại thế. Khương Thu trình độ bình tĩnh nói. Đoàn người Khương gia đều cảm thấy bi thiết, huyết mạch tổ tiên hiện giờ chỉ còn lại một mình hắn. Trước kia đã lục tục xuất thế, vì trấn áp những náo động kia. Hiện tại, chỉ còn lại vị đế tử cuối cùng. Tôn Đại Thành Thánh Linh kia vừa tới bắt đầu tinh vực, liền cùng Khương Gia liều chết. Chỉ vì Khương Gia từng đi ra một tôn cái thế thiên kiêu, tự tay đánh chết con nối giỏi của hắn. Bây giờ nó đến để trả thù. Cường giả chí tôn chân chính làm khó dễ, cho dù là bất hủ thế gia từng sinh ra đại đế cũng khó có thể ứng đối. Nhưng mà, đế tử này tự tay phá vỡ thần nguyên xuất thế, cầm trong tay cực đạo đế binh hàng vũ lô toàn diện phục hồi, trả giá thật lớn khó có thể tưởng tượng, mới miễn cưỡng bước đi tôn đại thành thánh linh này. Hắn bị thương thế rất nặng, hôm nay mạnh mẽ sách theo một hơi, đặt chân ở thánh thể độ kiếp này phiến tinh không dưới chờ đợi. Khương gia tất cả mọi người sáng tỏ, đây là đế tử muốn vì tương lai đại thành thánh thể ngăn cản nhân họa bên ngoài thiên kiếp. Có người hy vọng thánh thể có thể vượt qua đại thành kiếp. Có người thì trăm phương ngàn kế muốn sự thánh thể vào chỗ chết. Đột nhiên, Khương Thu Thủy nở nụ cười, trên khuôn mặt tái nhợt nhưng anh Tuấn hiện ra vẻ vui sướng. Hắn sẽ thành công. Ta cũng ở trong huy hoàng kết thúc đi. Khương Thu Thủy hét lớn một tiếng, khí thế cả người tăng lên đến cực hạn, uy áp chuẩn đế toàn diện triển khai, hắn ngăn chặn thương thế, cầm trong tay cực đạo đế khí hằng vũ lô liền xông về phương xa. Có người đến, cầm chí tôn khí mà đến, hiển nhiên muốn cản trở thánh thể đại thành kiếp. Chương 3 Chiến đại thành thánh linh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Window, Aspigon, Push, tự thiếu long cũng nhìn thấy một màn này, cũng là thông qua thiên tuế nguyên thân thể đế tử khương gia đây là người cuối cùng phải hộ đạo cho kiếp nạn của thánh thể ai cũng không biết xuất thủ sẽ là như thế nào tồn tại có lẽ cấm khu vô thượng tồn tại sớm nhìn chăm chú đến nơi này độ kiếp nếu như bọn họ cũng ra tay đó chính là đại nạn kinh thiên động địa khương gia đế tử khương thu thủy tuyệt đối không cách nào ngăn cản tự thiếu lông trong lòng sáng tỏ ý thức của hắn dung hợp vào trong thân thể thiên tuế nguyên, hiển nhiên muốn thay thế thiên tuế nguyên độ kiếp. Thay đổi thánh thể ngàn tuổi nguyên độ kiếp thất bại quá trình, tiện đà lại đi tới lịch sử chính xác quỷ tích bên trên. Thiên tuế nguyên còn sót lại cuối cùng một tia ý thức, nói ra một câu cuối cùng. Thay ta tiếp tục đi tiếp, trở thành chân chính đại thành thánh thể. Tự thiếu lông trong lòng bi thống vạn phần. Nhưng không còn thời gian để buồn nữa bởi vì kế tiếp sẽ phải đối mặt với lôi kiếp huy hoàng này. Ý thức của tự thiếu long thay thế thiên tuế nguyên, tiên đại vỡ nát kia được thân thể tự thiếu long bù đắp, một lần nữa tỏa sáng bừng bừng sinh cơ, trong suốt long lanh. Khí thế chuẩn đế bát trọng thiên tăng lên tới cấp độ mới, tự thiếu long cảm giác được một loại trạng thái thể xác và tinh thần trống rỗng. Ở dưới mảnh tinh không này, vô luận cái gì sinh linh đều đều ở trong tầm mắt của hắn. Hắn thậm chí cảm giác được chính mình đã áp đảo chư thiên vạn đạo phía trên, bất luận sự vật gì đều có thể dễ dàng nghiền nát. Tự Thiếu Long hai tròng mắt tràn ngập thần tính quang mang, một bước bước ra, ngàn vạn phong vân theo hắn mà động, vô số ngôi sao tất cả đều rút lui. Thánh thể vĩ ngàn sải bước mà đi, muốn đi lên đỉnh Lôi Kiếp. Khương Thu Thủy liếc qua, nhìn ra trạng thái của Tự Thiếu Long. Hắn đặt chân vào thần cấm lĩnh vực. Đây là lĩnh vực cấm kỵ trong truyền thuyết toàn diện gia trị bản thân. Hắn cư nhiên đi vào lĩnh vực này, lại trẻ tuổi như vậy. Thánh thể đáng sợ a, à, càng ngày càng nhiều cường giả đại đế thế gia đến quan sát. Lại sinh ra một người vô địch có thể hiệu lệnh thiên hạ rồi. Lôi kiếp đang nổi lên, tiếng sấm nổ vang sớm truyền đi không biết bao xa, cảnh tượng long trọng cũng không biết có thể chiếu rọi tới nơi nào. Ở một góc vũ trụ cổ xưa lôi lâu cổ tinh vực, sắp chứng kiến lịch sử khí tức áp lực thổi quét phiến vũ trụ này, tự thiếu long không dám khinh thường, mặc dù thân ở thần cấm lĩnh vực, tất cả trạng thái của bản thân đều sừng sững đến thời khắc đỉnh cao nhất. Ngay cả nguyên thần cũng trong suốt no đủ, tràn đầy vô cùng. Hắn mi tâm chỗ đi ra một tôn tiểu nhân, lên trời mà lên, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Ứng kiếp. Vỡ. Một đạo lôi kiếp màu tím bổ xuống. Một cái tức thì, còn lại 9981 đạo đại kiếp nạn màu tím bổ xuống. Thần uy vô tận đè sập phiến vũ trụ này, vô số ngôi sao lớn nổ tung, chấn động cường đại chấn nhiếp quân hùng. Tự thiếu long không sợ chút nào, lục đạo luân hồi quyền vừa ra, quyền quan liền nát bấy hết thảy. Đây là tuyệt học huy hoàng của thánh thể nhất mạch. Đại kiếp nạn ban đầu liền thấm người như thế. Thánh thể cường đại không chỉ thế, huyết khí được trời ưu ái bốc lên tự thiếu long phi thân nhảy lên, vô tận quyền quan giống như muốn đánh xuyên qua phiến kiếp vân này. Thần lôi kiếp lập tức tiêu tán. Nhưng lại có khí tức khủng bố lớn hơn tràn ngập. Có không biết màu đen khí thể cùng huyết hồng sắc đạo văn ở đang sen, phun mỏng. Pháp tắc bản nguyên nhất vũ trụ đang đang sen. Xoạt xoạt. Sinh vật biến ảo pháp tắc đồng loạt dết về phía tự thiếu long là thần hoàng vỗ cánh, chân long bay lượn. Cũng có thánh linh trời sinh, quỷ thú. Hình thái quái dị, nhưng thật sự có một loại chiến lực kinh người. Vẹn vẹn một hiệp, tự thiếu long liền bị thương thế, thánh huyết màu vàng kim rơi xuống tinh tế. Rơi vào đám bụi hình thành từ những ngôi sao lớn nổ tung. Đó là pháp tắc sinh vật, biết bao khó chơi, đánh chết một đám, lại tới một đám. Tự thiếu long không muốn ngồi chờ chết, hắn vận dụng bí thuật thần bí nhất từ xưa đến nay bí thuật mà thiên tôn trong thần thoại cổ đại năm xưa lĩnh ngộ ra. Hành tự quyết Đây là chính đại bí thuật vô thượng do các thiên tôn sáng tạo trong truyền thuyết. Tự thiếu long ma xui quỷ khiến sử dụng, không chỉ làm mình cảm thấy nghi hoặc, cũng làm cho mọi người cảm thấy kinh ngạc. Đó là một loại cảm giác thuận buồm xuôi gió, phản phất đây chính là bí pháp tự thiếu long sáng tạo. Được xưng có thể thế gian tốc độ cực hạn, thậm chí có thể trở về hồi ức đã mất năm tháng. Tự Thiếu Long tốc độ tăng lên tới cực hạn, giống như một đạo ánh sáng rực rỡ xông vào đám mây đen, quyền ý bàn bạc của Lục Đạo Luân Hồi quyền đem đám mây đen này sinh sôi ma diệt. Tự Thiếu Long đứng ở dưới tinh không, toàn thân tản mát ra một loại khí tức kinh người. Đạo và pháp của hắn đang tinh tiến, cảnh giới bát trọng thiên càng thêm vững chắc. Vũ trụ yên tĩnh trở lại, không hề có bất kỳ dao động nào. Đại kiếp nạn tự hồ đã gần kết thúc. Nhưng mà đại kiếp nạn đã qua, nhưng không có phát sinh bất cứ chuyện gì trong dự đoán. Tự thiếu long tâm trầm xuống. Đây không phải là đại thành kiếp. Vẫn bị vây trong cảnh giới bát tầng thiên này, vẫn có thể nhận ra giới hạn mông lung của tầng kia. Tự thiếu long đều cảm giác độ kiếp như vậy có phải quá mức đơn giản hay không? Tuy rằng đại kiếp nạn vẫn rất khủng bố, nhưng lại không sinh ra quá nhiều uy hiếp. Thế nhân đều im lặng, căn bản không cách nào biết rõ chân tướng đây là độ một hồi kiếp nạn gì? Ta cho rằng ngươi thật sự đạp phá giới hạn bát trọng thiên, không nghĩ tới lại là thủy nguyệt trong gương. Một đạo thanh âm lạnh lùng từ trong tinh không xa xôi vang lên. Một thân ảnh chậm rãi đi tới. Hắn dáng người quá trường, một đầu tóc nâu bay múa, nhìn chăm chú tự thiếu lông. Con ngươi của hắn giống như là lưỡi đau bức người, cả người khí phách, tràn ngập tính xâm lược, có một loại khí cơ cường đại áp người muốn hít thở không thông không hề nghi ngờ đây là một tôn chí tôn cấp tồn tại thánh thần đa xung đang đến thời đại này duy nhất một tôn đang ở vào nhân sinh nhất khí huyết đỉnh cao nhất chí tôn cấp tồn tại ta vốn định chờ ngươi độ kiếp xong lúc đại thành sẽ đánh chết ngươi không ngờ lại có kết cục như vậy hắn vô cùng tự tin có kiêu ngạo của mình cũng khinh thường lúc tự thiếu long độ kiếp đi quấy nhiễu hắn tự thiếu long nhìn về phía tôn đại thành thánh linh này ký ức vốn thuộc về thiên tuế nguyên lại xuất hiện lần nữa ảnh hưởng đến tâm tình của tự thiếu long đây là di chứng của sự hòa hợp ý thức giữa hai người bạn thân của ta chết ở trong tay ngươi ngươi chỉ có lấy mệnh đền đáp tự thiếu long hét lớn lại hình thành vô tận đạo âm ba động đại thành thánh linh nguyên thương cổ ánh mắt lạnh lùng chết ở trên tay ta người nhiều lắm có thể tìm ta phiền toái quá ít, hắn lập tức nhìn về phía Khương gia đế tử Khương Thu Thủy cách đó không xa. Người sau cũng chăm chú nhìn hắn nơi này. Hắn vừa mới trải qua một hồi đại chiến, khí tức trôi nổi bất định. Những cường giả trước đây quan sát, đã sớm không biết chạy ra bao xa. Ai cũng biết. Tôn đại thành thánh linh này khủng bố, huống hồ còn là một tôn sinh linh chí tôn ham sát thành tính. Tìm thư uyển www chấm com ngươi bất quá một chuẩn đế bác trọng thiên, không vào được mắt ta, ta chờ ngươi đại thành ngày đó. Dù sao, quá nhàm chán. Thánh linh đại thành không chút khách khí nói. Ngươi đã tìm tới cửa rồi, nào có dễ dàng đi như vậy. Khương thu thủy lên tiếng. Sau đó đạp một loại bước chân quỷ dị khó lường đi tới, đặt song song ở một bên tự thiếu long. Hiển nhiên, Khương Thu Thủy muốn chết dập đầu đại thành thánh linh. Cho dù hắn là chí tôn, ánh mắt hắn sáng như đuốc, không có chút khiếp đảm. Trong tay nâng cực đạo đế khí hằng vũ lô. Chỉ dựa vào một mình hắn hiển nhiên căn bản không phải là đối thủ của đại thành thánh linh. Phụ thân lưu lại cực đạo binh khí mới là chỗ dựa của hắn. Tự thiếu long trong lòng hào hùng vạn trượng, hắn hôm nay là một tôn thánh thể sắp đại thành, huyết khí bốc lên, cũng muốn hôm nay làm ra hành động vĩ đại, muốn liều mạng đại thành thánh linh. Thế gian chú ý, cảnh tượng như vậy tự như đại phong bạo, thổi quét các tinh vực. Có người muốn liều mạng với chí tôn. Một chuẩn đế tử phá phong xuất thế, một thánh thể chưa đại thành cũng dám ra tay với ta, quả thực là muốn chết, ta thành toàn cho các ngươi. Hắn vẹn vẹn bước ra một bước, cổ đại thế vô địch kia liền ùng ùng kéo đến. Tự thiếu long có chỗ dựa của mình, hắn phát hiện một bí mật kinh người, trong truyền thuyết những thiên tôn cổ pháp kia, tinh thế tuyệt luân cửu đại bí thuật truyền thuyết, hắn dĩ nhiên toàn bộ đều có nắm giữ giống như trời sinh đã tồn tại trong lòng mình, vô cùng quen thuộc. Thần cấm lĩnh vực, huyết mạch thánh thể, chính cầu đố gia thân, hắn có lòng tin. Diệp Thiên Đế dựa vào mấy đại bí thuật trong chính câu đố, không biết đã vượt qua bao nhiêu kiếp nạn, đánh bại vô số cường địch. Tại vận dụng hành tự quyết thời điểm, tự thiếu long thậm chí có thể cảm giác được thời gian đang trôi qua cái loại cảm giác kỳ diệu này nếu như thần cấm lĩnh vực cùng giai tự bí toàn bộ phương diện chiến lực chồng lên nhau gấp 10 lần, vậy là bao nhiêu cường đại? Chương 4 Hằng Vũ Đại Đế Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Window, Aspigon, Push, Thánh Linh, trời sinh dưỡng dục ra sinh mệnh cực đoan. Vừa sinh ra chính là được trời ưu ái tồn tại, mạnh mẽ đánh chết như vậy sinh linh, liền thiên địa đều sẽ hạ xuống nguyền rủa. Cho nên bị coi là kiên kỵ sinh linh mà tôn này đại thành thánh linh nguyên thương cổ từ xuất thế liền trời giáng dị tượng ngàn vạn điềm lành gia thân hôm nay đã đăng phong tạo cực đạt tới thời khắc thánh linh nhất mạch cường đại nhất đại thành có thể cùng cổ đại chí tôn một trận chiến đáng tiếc hắn trời sinh tính tàn bạo lợi khí thâm nặng coi sinh linh của các chủng tộc khác là con kiến cỏ rác nơi đến kêu trên khắp nơi máu chảy ngàn dặm sự cường đại của hắn không thể nghi ngờ. thần huyết chí tôn từng đánh chết thần tộc nhất mạch, có chiến tích huy hoàng. ở niên đại vô đế này, có thể nói là thiên hạ vô địch. tự thiếu long cùng đế tử khương thu thủy cơ hồ là đồng thời xuất động, đối mặt với tồn tại như vậy, nói là lấy trứng chọi đá cũng không quá phận. khương thu thủy chính là con ruột của hằng vũ đại đế, không chỉ kế thừa huyết mạch cường đại của hằng vũ đại đế, tu luyện vô thượng đế thuật hằng vũ kinh hằng vũ đại đế lưu lại cực đạo binh khí hằng vũ lô càng là uy năng vô hạn thế nhưng thực lực bản thân hắn hạn chế hắn mặc dù hắn kinh tài diễm diễm cũng từng ở một thời đại đại phóng quan mang cuối cùng vẫn là một vị chuẩn đế lục trọng thiên hắn ở trước đó không lâu liền từ trong thần nguyên xuất thế vì ngăn cản đại thành thánh linh nguyên thương cổ làm khó dễ ngày đó hắn chiến đấu đến phát cuồng cái gì bí thuật cấm kỵ thủ đoạn đều dùng hết ngay cả cực đạo đế khí hằng vũ lô đều toàn diện khôi phục. Mới miễn cưỡng ngăn cản kiếp nạn lần đó. Các huynh đệ của ta đều đã chết trận. Ta cũng sẽ không ngoại lệ. Ngươi vốn là sinh linh trời xanh mong muốn, hàng thế. Vốn nên thuận theo ý trời xanh. Hôm nay ngươi tàn sát nhân thế, nếu là năm tháng phụ thân ta còn sống, chắc chắn ngươi sẽ đánh gục. Nguyên thương cổ khinh miệt cười. Nói cái gì huy hoàng trong quá khứ, bây giờ là năm tháng quân lâm thiên hạ của ta nói nhiều như vậy làm chi chết đi nguyên thương cổ giống như hỗn thế ma vương quân lâm thiên hạ bá đạo tuyệt luân người ở cảnh giới này chính là như thế tự tin cổ kim vô địch duy ngã độc tôn nếu không cũng sẽ không đi đến bước này tự thiếu long không phủ nhận một mực nhớ lại huy hoàng trước kia đó đúng là biểu hiện vô năng nguyên thương cổ chuyên dùng thánh linh dị tượng triển khai là một pho tượng cửu thủ di thiên đại xa. Chính viên đầu trắng ở cực hạn vặn vẹo, mỗi cái đầu đều mở ra cái miệng to như chậu máu, vật chất bốn phía đều bị thôn phệ, một viên lại một viên tinh thần tại vẫn diệt. Nguyên thương cổ vung ra một chưởng, giống như một đạo đao quang bổ ra toàn bộ tinh không. Tốc độ ánh đao quá nhanh, căn bản không thể tránh khỏi. Tự thiếu lông một cái nghiêng người, một cái hô hấp tay trái biến hóa thành bột mịn. Đây là khoảng cách như đứt gãy là thể hiện cường đại trực tiếp nhất của chí tôn cổ đại. Hành tự bí Tự thiếu long nhanh như kinh hồng, trong chớp mắt liền cùng nguyên thương cổ kịch chiến cùng một chỗ. Thánh thể nhất mạch cường đại huyết khí, siêu cường năng lực khôi phục. Là căn bản để bộ tộc này đặt chân vào thiên hạ. Từng quyền vật lộn với thịt, máu và thịt va chạm. Máu thánh thể màu vàng kim phiêu đảng giữa các vì sao. Tự thiếu long bị thương nặng, hai cánh tay máu thịt mơ hồ, xương cốt trong suốt rõ ràng có thể thấy được. Trong nháy mắt hai người tách ra. Tự thiếu long quyền ý mênh mông, cái thế quyền quan của lục đạo luân hồi quyền nổ tung trước mắt nguyên thương cổ. Từng mảng lớn hỏa tinh giống như ngọn lửa thịnh thế, vô cùng rực rỡ. Nguyên thương cổ mở hai bàn tay, áp súc không gian, tạo thành một quả cầu nhỏ màu đen hình bầu dục. Quyền quan cái thế vốn nên đánh trúng nguyên thương cổ bị đánh tan. Đây chính là thủ đoạn của chí tôn. Từ thiếu lông lui tới một bên tóc loạn vũ khí tức cực kỳ bất ổn một trận chiến với tồn tại như vậy quá mức gian nan hơi không cẩn thận sẽ trực tiếp đột tử tại chỗ trái lại nguyên thương cổ ngay cả một chút cũng không có thương tổn vẫn là tư thái cao cao tại thượng quan sát chúng sinh trạng thái của ngươi rất kỳ diệu thần cấm lĩnh vực gia thân công kích lúc mạnh lúc yếu xem ra là có chút bí pháp gia trì nguyên thương cổ đạo tự thiếu long im lặng nguyên thương cổ liếc mắt một cái liền nhìn ra trạng thái trước mắt của hắn thần cấm lĩnh vực tăng lên trình độ chỉnh thể của hắn mà trong cửu bí đều là chữ bí hiển nhiên tự thiếu long không cách nào hoàn mỹ dung hợp khi thì kích hoạt khi thì yên lặng khương thu thủy tiến lên một bước ánh mắt lạnh như băng cảnh giới của hắn vượt qua ngươi quá nhiều là lạch trời ngươi cầm binh khí của phụ thân ta đánh một trận với hắn tự thiếu long quay đầu nhìn về phía khương thu thủy trong lòng nhấc lên một trận gần sóng đây là binh khí của hằng vũ đại đế hằng vũ lô ánh mắt tự thiếu long hiện lên một tia lửa nóng Quy năng của cực đạo đế khí hắn thật sự rất muốn thử một phen nguyên thương cổ cười lạnh một tiếng một đạo binh khí cũng dám làm khó dễ ta khương thu thủy căn bản không đấu võ mộng với nguyên thương cổ cả người hắn hóa thành một đạo lưu quan trực tiếp chui vào trong hằng vũ lô đế khí bên trong thần đệ không cách nào toàn diện khôi phục ta thay nó khống chế đế khí đây là phụ thân ta thành đạo binh khí huyết mạch của ta có thể hoàn mỹ khống chế tự thiếu lông vẻ mặt chấn động tốt hôm nay ta liền mượn hằng vũ đại đế đế khí bắn ngươi hằng vũ lô bay thẳng vào tinh không đây là khí tràn ngông cùng bực nào phải cầm cực đạo đế khí bắn tỉa một tôn chí tôn vô thượng chân chính người muốn nghịch phạt chí tôn vạn cổ đại mộng nguyên thương cổ phát ra tiếng thét dài rung trời đạo gì pháp gì tất cả đều ảm đạm thất sắc thể hiện sức mạnh cái thế của hắn mọi người đều kinh hãi thật điên rồ đây là chí tôn chân chính a à, là lạch trời không thể vượt qua hành tự bí tự thiếu long phát cuồng tìm thư uyển hóa thành một đạo lưu quang từ trong một mảnh bụi bầm hỗn độn lóe ra muốn đột phá thế gian cực tốc. Hằng vũ lô càng là mạnh mẽ nghịch theo mảnh hỗn độn trần ai phá phong mà ra, vô tận hoàng hoàng đế uy tràn ngập, chiếu rọi ở yên lặng đen kiệt trong tinh không. Một loại khí thế đè sập vạn cổ. Đây là binh khí chứng đạo của đại đế, nương theo một vị đế chân chính, gánh vác đạo của hằng vũ đại đế. Theo hắn chinh chiến, một đạo thân ảnh vĩ ngàn đứng sừng sững ở dưới mảnh tinh không kia. Phụ thân khương thu thủy tâm tình phập phồng hắn giống như trông thấy hằng vũ đại đế cái loại cảm xúc tim đập nhanh này xuyên qua đến thái cổ trong khoảnh khắc đó vũ trụ im lặng một tôn chân chính đế phục hồi rồi hắn đứng ở trước mặt mọi người giống như đế vương quân lâm thiên hạ uy nghiêm vô cùng nguyên thương cổ đứng tại chỗ tận mắt chứng kiến tất cả khương gia cường giả không khỏi động dung không có gì có thể so với nhìn thấy tổ tiên càng kích động tâm tình. Đáng tiếc, là một bức tranh điêu linh. Đạo thân ảnh kia chỉ xuất hiện trong nháy mắt, liền điêu linh. Lưu lại cho mọi người một đạo ký ức tàn tích. Chết đi. Tự thiếu long đột nhiên làm khó dễ, hàng vũ lô mãnh liệt đánh về phía nguyên thương cổ. Tốc độ quá nhanh, nguyên thương cổ không kịp né tránh, hàng vũ lô một góc đụng phá trước người hắn hỗn động khí, chân chân chính chính đánh bị thương hắn, bay ngược ra ngoài không biết bao xa. Tự thiếu long thừa thắng sông lên, sông quyền hóa thành 81 đạo cự long, mỗi một đạo cự long đều trông rất sống động, cứng cáp hữu lực. Trong đó ẩn chứa đạo tắc độc hữu của thánh thể. Quang mang ánh vàng rực rỡ nổ tung ở chỗ nguyên thương cổ. Một bàn tay đen kịch vô cùng lớn thò ra, trực tiếp nắm lấy cự long. Một tiếng vang thật lớn, cự long trực tiếp vỡ vụn. Nguyên thương cổ thề đầu lưỡi liếm máu tràn ra từ khóe miệng, nói. Ngươi, tốt lắm. Chương 5 Đã định trước kết cục. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, từ thiếu long cảm thấy một loại cảm giác chán chường vô lực. Hằng vũ lô lần thứ hai theo vào, nó định trụ một mảnh thời không kia. Khiến nguyên thương cổ không thể chạy thoát, từ trong lò bắn ra sóng nhiệt ngập trời, rải rác như nham thạch phun trào ánh mắt nguyên thương cổ nghiêm túc nhìn chầm chầm hàng vũ lô, hắn cảm thấy binh khí này càng thêm khủng bố. Kiện binh khí này đã từng cùng hàng vũ đại đế tự tay giết chết chí tôn, dính máu đế, có một loại thần bí không thể nói nên lời. Thánh thể nhất mạch có bí thuật cấm kỵ đặc biệt của mình, thánh thể cổ tổ khai sáng qua bí thuật chí cao lục đạo luân hồi quyền, nhưng vẫn có pháp môn kỳ diệu hơn. Thanh âm thiên tuế nguyên từ sâu trong đầu tự thiếu long vang lên. Tự thiếu long kinh hải hắn không dám phân tâm cùng chí tôn cấp tồn tại giao thủ trong nháy mắt phân tâm sẽ sinh ra không cách nào vãn hồi hậu quả hiển nhiên mặc dù ý thức của thiên tuế nguyên cùng tự thiếu long hiện dung hợp cũng vẫn có một chút ý thức còn sót lại có lẽ là bản năng mật giải là thất truyền pháp môn ta từ một tòa cổ chi đại đế trong mộ tán lấy được nó quá đáng quý không biết sinh ra bao nhiêu năm tháng thanh âm thiên tuế nguyên lại vang lên dưới sự dẫn dắt của thiên tuế nguyên tự thiếu long có thể lý giải bí thuật cấm kỵ chí cao này giữ chặt hắn tự thiếu long phát ra tiếng trống giận khương thu thủy sáng tỏ hằng vũ lô lần thứ hai theo vào cái loại pháp tắc quỷ dị khó lường này chạm tới thời không hình ảnh dừng lại trong nháy mắt tự thiếu long liều lĩnh xông lên phía trước một tầng lại một tầng pháp môn kỳ dị chồng lên lòng bàn tay hắn muốn chồng lên đến một cực hạn. Ở trong lòng bàn tay của hắn, hình thành một vòng xoáy đen kịt, điên cuồng cắn nuốt vật chất bốn phía. Khương Thu Thủy hét lớn một tiếng, cơ hội khó có được, có thể đem mảnh thời không này dừng lại trong nháy mắt, đã là cực hạn của hắn. Tự Thiếu Long cũng biết, nội tâm lo lắng như lửa đốt. Đây là một loại thủ ấn đơn giản nhất, một tầng lại một tầng chồng lên đến cực hạn. Tự Thiếu Long giơ tay lên vỗ về phía lòng ngực của mình vòng xoáy đen kịch định chỉ xoay tròn, một đạo hào quang chói mắt đến cực điểm từ lòng ngực tự thiếu long thắp sáng. Chiếu sáng hơn nửa vũ trụ. Tự thiếu long vẫn xông về phía nguyên thương cổ. Xoẹt xoẹt. Mất đi hiệu lực, thời không vỡ nát, vũ trụ cương phong nổi lên một mảng lớn mảnh vỡ. Hình ảnh dừng lại cũng không phải thật sự định trụ hết thảy. Thời gian cũng sẽ trôi qua. Mà là đem đạo tắt bốn phía nguyên thương cổ, dấu vết không gian, cùng nhau khóa chặt. Nguyên thương cổ nổi lên, hắn cảm nhận được năng lượng cực lớn ngưng tụ trên người tự thiếu long. Hắn triển khai thánh linh dị tượng, xương cốt cả người nổ vang. Vùng ra một chưởng bá đạo tuyệt luân. Tự thiếu long mặt mày muốn nứt ra, đây là một kích lôi đình, tuyệt đối là một kích thực lực mạnh nhất của nguyên thương cổ. Trong đó ẩn chứa thánh linh đại đạo, đủ để ma diệt hết thảy. Khương Thu Thủy điều khiển hàng vũ lô đối diện mà lên, Chính diện thừa nhận một chữ kia. Loãng xoảng Một tiếng động rất rõ ràng. Hàng vũ lô bay ngược ra ngoài. Khương thu thủy trong lò càng bị tách ra ngoài. Rất nhiều máu đã được phun ra. Tự thiếu lông phát cuồng, đem hành tự quyết vận dụng đến cực hạn. Chỉ trong nháy mắt đã vọt tới trước người nguyên thương cổ, chỉ điểm về phía nguyên thương cổ. Nguyên thương cổ trong nháy mắt liền cảm giác được một cổ cảm giác sợ hãi khó hiểu đó là giác quan bẩm sinh của kẻ mạnh. Đây tuyệt đối là bí thuật phi thường khủng bố. Hắn vung ra một quyền, cứ như vậy chống lại một chỉ của tự thiếu lông. Mặc dù một ngón tay này phản phất là bình thường không có gì lạ. Bùng! Đã xảy ra nổ tung kinh thiên. Tự thiếu lông đốt cháy thân thể thánh thể, hơn phân nửa thân thể bốc cháy. Tất cả quan mang hội tụ đến trên một ngón tay của tự thiếu lông. Trực tiếp xuyên thủng thân thể nguyên thương cổ, tạo thành một vết thương máu chảy đầm đìa xuyên thấu lòng ngực a à, nguyên thương cổ phát ra tiếng gào thét thống khổ gào phá trời cao truyền đến sâu trong tâm hồn mỗi người giống như một giọt nước rơi vào hồ nước bình tĩnh không dấu vết toàn thân hắn nổ tung từng mảng lớn huyết vụ hỗn độn bay múa sẽ phát sinh đại sự kinh thiên động địa như nghịch phạt chí tôn cổ đại sao dưới bầu trời sau này người dám đứng lặng quan sát hầu như tất cả đều là thánh chủ giáo chủ và các nhân vật khác. Mỗi người đều là một mảnh tinh vực cổ xưa tiến tâm lừng lẫy cường giả. Bọn họ cũng đang nhìn lên tôn chí tôn này, nếu như trong tộc của mình xuất hiện cường giả như vậy, ở niên đại vô đế này, thật sự có thể thiên hạ cộng tôn. Nhưng là, phiến huyết vụ kia chớp mắt liền cuốn lên một mảnh đại phong bạo, nguyên thương cổ trọng tổ thân thể, liền cao cao đứng sừng sững ở nơi đó. Hắn từng ngụm từng ngụm cắn nuốt tinh hoa vũ trụ, khôi phục bản thân khó khăn quá. Tuyệt vọng. Đại chiến sắp hạ màn rồi. Có người mở tọa độ tinh vực ra, muốn vượt qua hư không trốn đi. Tôn chí tôn này quá mức cường đại, lại cực độ tàn bạo. Có lẽ sẽ đại khai sát giới. Từ thiếu long ảm đạm, hắn đốt cháy chính mình hơn phân nửa thân thể, chỉ còn lại có một khỏa đầu lâu, nửa bên tàn thân. Anh ấy đã làm hết sức mình. Hắn chưa thành đạo, thậm chí chưa từng vượt qua đại thành kiếp lại muốn đánh một trận với chí tôn chân chính, quá miễn cưỡng. Nguyên thương cổ trong nháy mắt liền tổ chức lại thân thể, liền giống như một thanh đao lơ lửng ở đỉnh đầu mọi người, cảm giác áp bách quá mạnh mẽ. Tự thiếu long khí như tơ lụa, đèn khô dầu cạn, tìm thư uyển rốt cuộc vô lực đánh một trận. Mà đế tử Khương Thu Thủy, càng thê thảm hơn. Hắn thật sự đã chết đi, thân thể tan nát chìm nổi dưới tinh không bao la hằng vũ lô bên cạnh lúc chìm lúc nổi toàn bộ lô thân đang nổ vang hiển nhiên uy năng không còn nữa đây là một kích ra sức của chí tôn hằng vũ lô cũng không cách nào bảo vệ hắn chu toàn ông hằng vũ lô phát ra từng đợt tiếng ông minh nó đang bi thương đế khí có linh đây là hắn đi theo cả đời đại đế sinh hạ thân tử hôm nay lại chết trận huyết mạch thân thiết nhất của chủ nhân nó điêu linh đế tử cuối cùng chết trận tổ tiên. Có người khóc lớn. Là đám người Khương gia, bọn họ tận mắt chứng kiến đế tử Khương Thu Thủy chết trận, lại không muốn tiếp nhận sự thật bi thảm này. Thủ đoạn rất điên cuồng. Thánh thể nhất mạch quả nhiên danh bất hư truyền. Nguyên thương cổ mở miệng nói. Trong lòng hắn biết rõ ràng, cũng thừa nhận thiên phú nghịch thiên của tự thiếu long. Nếu tự thiếu long thật sự ở vào thánh thể đại thành giai đoạn, hôm nay có lẽ là không giống nhau kết quả khóe miệng tự thiếu lông nhếch lên máu tươi màu vàng kim tràn ra hắn tự giỡn sự bất lực của mình ta cho ngươi thời gian đại thành ta và ngươi lại đánh một trận ta không muốn khi dễ ngươi nguyên thương cổ nói ra lời như vậy hắn thật sự bá đạo rất tự tin hắn tự tin cho dù là một tôn đại thành thánh thể hắn cũng có thể tự tay đánh gục ta từng tự tay đánh chết thần huyết chí tôn thần tộc nhưng hắn già rồi không còn năm đó, cùng hắn đánh một trận, khó có thể giải nguyện. Mấy câu này cũng nguyên thương cổ làm kinh động sóng lớn ngập trời. Cá tính như vậy khó có thể cân nhắc, hắn không có tộc quần, cũng không có con nối giỏi. Thiên thượng chúc phúc cấm kỵ sinh linh. Từ khi sinh ra đã không sợ hãi bất cứ vật gì, bất luận kẻ nào. Đánh chết thần huyết chí tôn tuổi già, hắn cảm thấy chưa đã nghiền. Phải tự tay đánh chết thánh thể đại thành hắn hướng thế nhân biểu lộ ra cái đại vô địch của hắn. Phải vì con đường chứng đạo của hắn thêm vào truyền kỳ mới. Chương 6 Gợn sống Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Window, Aspigon, Push, ta cho ngươi thời gian. Đợi ngươi đại thành, tự tay đánh gục ngươi. Đời này, ta muốn đặt chân lên tuyệt đỉnh. Quyết tâm thành đạo của hắn, tại một khắc chiếu rọi ở trước mắt mọi người dứt lời hắn không hề dừng lại sẽ bước xoay người rời đi ngàn vạn ngôi sao đảo ngược chúng sinh quỳ rạp mắt thấy một tôn cái đại chí tôn rời đi hắn rời đi chỉ để lại một mảnh hỗn độn đây là một hồi đại chiến kinh thế hải tục vận dụng cực đạo đế khí bắn tỉa một tôn chí tôn chân chính kết quả đã định trước không ai có thể vượt qua lạch trời này cường giả khương gia yên lặng tiến lên nghền đón tàn thân của lão tổ nhà mình trong lòng bọn họ đau đớn cảm xúc bi thương tràn đầy cùng lời nói đồng thời cũng mang theo một tia kiên quyết năm tôn đại thánh cấp cường giả ở phía trước mở đường phá nát đại tinh bị bọn họ vô tình nghiền nát thời không loạn lưu bị cưỡng ép trục xuất có cường giả dùng vô thượng vĩ lực nâng đỡ tàn thân của đế tử khương thu thủy bước lên đường về phía sau cực đạo đế khí hằng vũ lô điên cuồng trút xuống đế uy đế khí thần đê mạnh mẽ sống lại đang nổi điên trích gào. Nó đang khóc, không thể bảo vệ huyết mạch cuối cùng của đại đế. Thế nhân đều cảm thấy tiếc hận, một tôn chuẩn đế đế tử, tuyệt đối là nội tình cuối cùng của bộ tộc này. Bởi vì, sẽ không bao giờ xuất hiện người như vậy nữa. Đều đã chết hết rồi. Thời đại huy hoàng nhất của đế tộc Khương thị đã sớm mất đi, lạc nhật bản có ánh chiều tà, cũng đồng dạng chiếu vào nội tâm. Hôm nay, mặt trời thật sự đã xuống núi tự thiếu lông trong lòng cũng có tiếc nuối vô tận hắn mặc danh kỳ diệu đi tới thế giới này liền cùng chân chính chí tôn tiến hành huyết chiến chứng kiến đế tử chết đi hắn sẽ không chết cũng là vì kiếp nạn của mình cường giả trước kia cầm chí tôn khí đến ngắm bắn mình bị đế tử khương thu thủy ngăn cản không cần nghĩ cũng biết đây nhất định là một trận chiến vô cùng gian nan khương thu thủy khẳng định đã phải trả một cái giá rất lớn trong thời gian cực ngắn đã kết thúc trận chiến đó. Tự Thiếu Long yên lặng chữa trị thân thể bị thương, thương thế của hắn rất nặng. Cũng không muốn lập tức trời đi. Nhìn chiến trường này, tâm tình thật lâu không thể bình ổn. Kế thừa Hỏa Tinh Thánh Thể Thiên Tuế nguyên hết thảy, trí nhớ của hắn, vận mệnh của hắn. Trong lịch sử nguyên bản, đây vốn nên là một tôn truyền kỳ nhất định đại thành. Tự Thiếu Long đầu óc hỗn độn. Vượt qua đại thành kiếp nhưng không có đại thành. Đúng rồi. Hành tự quyết cùng giai tự quyết này xảy ra chuyện gì? Đột nhiên xuất hiện trong đầu. Hơn nữa phi thường quen thuộc. Cửu bí cường đại biết bao, nếu là cửu bí tập hợp đủ, có thể vận chuyển hoàn mỹ, tuyệt đối có thể xưng là đại sát khí. Cái này cơ hồ đại biểu cho thế gian chính loại đại đạo cực hạn. Tự thiếu lông nhắm hai mắt lại. Dọn dẹp những ký ức lộn xộn trong đầu còn có người chưa từng rời đi, bọn họ vẫn như trước ở xa xôi sinh mệnh cổ tinh trên, lặng lặng quan sát tôn thánh thể này. Không biết lại suy nghĩ cái gì. Rất lâu sau mới có người nói chuyện. Sẽ không có người đến. Không ai dám chạm vào lông mày Khương Gia. Bọn họ cho rằng còn có kẻ thù của thánh thể tìm tới cửa. Dù sao đây cũng là thời kỳ tự thiếu long suy yếu nhất. Từ, Khương Gia đế tử liều mạng hộ đạo cho hắn hôm nay chết trận nhưng lời hắn nói khương gia nhất định sẽ tuân thủ đúng vậy có người thở dài khương gia chúng cường giả vừa rồi hành động như vậy hiển nhiên là vì thị uy cho dù đế quốc của bọn họ đã mất đi gia tộc cũng không còn như năm đó nữa nhưng vẫn thể hiện thái độ cường thế với thế gian này dù sao ai cũng không dám cam đoan khương gia có thể lập tức quay về hay không cực đạo đế khí hằng vũ lô đã điên cuồng Thiên Hoàng Cổ Tinh Đây vốn là một viên sinh mệnh cổ tinh, cũng từng sinh ra cường giả cấp đại thánh. Hôm nay lại vô cùng căng cỗi. Hỏa tinh thánh thể thiên tuế nguyên từ nơi này đi ra, xông ra một mảnh thiên địa. Có người suy đoán, hỏa tinh thánh thể thiên tuế nguyên sinh ra, hao hết tinh cầu này khí số. Tự thiếu long dạo bước trên các mảnh đất của thiên hoàng cổ tinh. Anh cảm thấy vừa xa lạ, vừa quen thuộc. Thân thể hắn đều đang run rẩy căn bản không dừng được nơi từng chiến đấu khi còn sống a à, di tích cổ thiên tinh đóng ta từng ở nơi đó đột phá tứ cấp đi tới một đường ranh giới thánh thể nhất mạch tự thiếu long tiếp tục bước chậm hãng hải cổ lục lâu ta từng ở nơi đó đột phá tiên đài nhị tầng thiên ở nơi đó ta bước lên tinh không cổ lộ tự thiếu long tựa hồ nhớ tới cái gì sẽ bước đi về phía trước đó là một mảnh sinh ra ở đỉnh núi tiên cảnh hồ nước là cái này sinh mệnh cổ tinh bên trên cổ xưa nhất bí cảnh mai táng vô số bí mật dãy núi liên tiếp giống như cự long uống lượng khúc khuỷu, ở đỉnh núi cao nhất lặng lặng nằm một mảnh vân bàn mặt hồ không có gần sóng ở bên trong mặt hồ liền đứng yên một nữ tử thân mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt mái tóc màu xanh sẫm khoác ở đầu vai dáng người duyên dáng yêu kiều giống như một thanh kiếm nhỏ ngạo nghễ sừng sững cô ấy không nhúc nhích. Tự thiếu long lẳng lặng đứng ở phía sau nàng. Thu lại hết thảy hơi thở. Đột nhiên, tự thiếu long hướng mặt hồ ném đi một khối bình thường nhất tảng đá. Vẫn rơi vào trong hồ. Giọt. Những con sóng nhỏ phá vỡ sự yên tĩnh của mặt hồ. Thanh y nữ tử vẫn xoay người, khuôn mặt thanh tú như ngọc trong nháy mắt hướng về phía tự thiếu long tìm thư uyển vê đúc vê đúc vê đúc chấm giao su chấm com tự thiếu long cố nén cảm xúc trong lòng nhẹ nhàng gọi tên nàng liên y thanh âm của hắn quá ông nhu tuổi nguyên trên khuôn mặt xinh đẹp của liên y chảy nước mắt ngón tay mảnh khảnh đặt ở ngực gắt gao để ở trong lòng mình liên y ta đã trở lại tự thiếu long chậm rãi mở miệng chậm rãi mở hai tay ra tuế nguyên tuế nguyên. Ô ô, liên y rốt cuộc không đè nén được tâm tình trong lòng. Cầm tay phải của mình, phấn đấu quên mình chạy về phía tự thiếu long. Trên mặt hồ từng trận gợn sóng quanh quẩn. Liên y gắt gao đụng vào tự thiếu long trong ngực, sớm khóc hoa mặt ngẩng lên, ta không cần ngươi đại thành, ta không cần ngươi quân lâm thiên hạ, ta muốn ngươi trở về. Tự thiếu long không nói gì, đem liên y gắt gao ôm vào trong ngực, vuốt ve mái tóc của nàng. Hồi lâu, nàng mới từ trong lòng tự thiếu lông đi ra ngươi đại thành sao ánh mắt liên y rất vội vàng tự thiếu lông chậm rãi lắc đầu vừa định nói chuyện liên y ngạc nhiên nàng gắt gao nhìn chằm chằm tự thiếu lông ngữ khí trở nên thập phần lạnh ngươi không phải hắn tự thiếu lông mở miệng nói ta câm miệng ngươi không phải hắn liên y chẳng biết từ lúc nào trong tay đã nắm một thanh kiếm nhỏ Liên y, là ta, ta muốn trở về gặp ngươi lần cuối cùng. Tự thiếu long phản phất thay đổi một khuôn mặt, trong mặt mày ẩn chứa quá nhiều nhu tình. Liên y không mất cảnh giác. Ta thất bại. Không có vượt qua đại thành kiếp. Tự thiếu long bình tĩnh nói. Liên y lại ngây ngẩn cả người, nước mắt đảo quanh, giọng cô trở nên khàn khàn. Lần này, mới thật sự là em. Ta cùng ngươi ước định, ngày đại thành sẽ trở lại đón ngươi, ta nuốt lời. giấy nghỉ phép. bạn đang nghe tại truyện chấm .audio. aspigon windows aspigon push công việc bận rộn, xin nghỉ một ngày. chương 7 cổ thế gia phong tộc. bạn đang nghe tại truyện chấm .audio. aspigon windows aspigon push hù sinh lẫn nhau với nhau. tuế nguyên, chúng ta thật sự phải tách ra sao? liên y nắm chặt góc áo từ thiếu long tự thiếu long chậm rãi gật đầu liên y cảm giác trái tim bị ép thành một đoàn bánh quai chèo căn bản không thể khóc được loại cảm xúc này căn bản không thể nói nên lời rõ ràng người mình yêu nhất đang đứng trước mắt nhưng mỗi lời nói cử chỉ đều đang diễn dịch phân biệt không ta không tin ngươi nói ngươi đã chết vậy ngươi là ai đứng ở trước mặt ta là ai liên y không muốn tin tự thiếu long nói những lời này tự thiếu long chậm rãi đi tới mặt hồ mặt hồ yên tĩnh giống như một mặt gương sáng đem khuôn mặt thiên tuế nguyên chiếu rọi ở phía trên là một khuôn mặt vô cùng thanh tú sạch sẽ không có một tia hậm hực thiên tuế nguyên đã chết ta là tự thiếu long ta nhất định sẽ đại thành nhất định sẽ đem hắn đánh gục tự thiếu long đột nhiên ngẩng đầu nhìn liên y ta muốn mượn thân thể tiền bối dùng một chút ta cảm thấy đây là vận mệnh căn bản không thể ngăn cản Liên Y trầm mặt thật lâu, trên mặt đều lạ nặng nề. Qua một khắc đồng hồ, nàng mới mở miệng nói: "Ta sẽ nhận mệnh, ta cũng sẽ không để ngươi thay thế hắn. Ngươi đi đi, đi Tinh Không Cổ Lộ, nơi đó muốn trục xuất đại đạo duy nhất có khả năng chứng đạo nhất đời này. Đời này, thật sự phải xuất hiện đế." Liên Y có dự cảm rất mãnh liệt. Đây là một loại rung động mãnh liệt không cách nào nói rõ, quá nhiều sự tích từ trong Tinh Không Cổ Lộ truyền ra bao nhiêu thiên kiêu thành xương dưới chân người khác. Từ thiếu long rời đi, hắn muốn giải khai tất cả bí ẩn của bản thân. Ngoài trừ một bộ sắp đại thành thánh thể thân thể, hắn đến cùng còn có cái gì tư bản. Hắn bước đầu tiên đã nghĩ tới bắt đầu tinh vực đế tử Khương Gia. Đế tộc đã từng vô cùng huy hoàng. Hôm nay thật sự nghèo túng. Lạc phách quá nhanh. Mặc dù đế mất đi, cũng có thân tử của đại đế có thể đảm đương trọng trách lớn đáng tiếc. Từ thiếu long đi tới bắt đổ tinh vực. Trong vũ trụ mênh mông này, có rất nhiều tinh vực nổi tiếng. Muốn nói cái kia một chỗ tinh vực nổi danh nhất, đó chính là nơi này. Tán đế tinh. Từ xưa đến nay, bao nhiêu tôn đế và hoàng đế đã chôn mình ở đây. Bao nhiêu thế gia vô địch cử tộc di chuyển đến. Ở đây quá bí ẩn. Cũng có cấm kỵ tuyệt đối. Bảy đại sinh mệnh cấm khu, thái sơ cổ khoáng, bất tử sơn, luân hồi hải, tiên lăng, thần khư, trời xanh, thái cổ cấm địa. Nơi này tuyệt đối có đại khủng bố. Bao nhiêu kỷ nguyên, tích lũy bao nhiêu thiên kiêu, phàm là lựa chọn bước vào vực này, tất cả đều toàn diệt. Căn bản không nổi lên một tia gần sóng. Nơi này là thiên khó chôn, địa khó diệt, năm tháng cũng không cách nào ma diệt, đại đế cũng không cách nào diệt trừ tuyệt đối cấm kỵ nơi. Từ thiếu long đi tới đông hoang nơi này vô số thế lực sang sát, không thiếu một ít chân chính vạn cổ trường tồn đại đế gia tộc. Từ thiếu long đến rồi, huyết khí của hắn mênh mông biết bao, căn bản không thể che giấu. Một tôn thánh thể tu hành thành công, ở tinh không cổ lộ dết tới tuyệt đỉnh. Khó tìm địch thủ. Thanh danh của hắn truyền tụng đến các đại cổ tinh vực. Hắn vừa đặt chân lên đông hoang đại địa. Cũng đã có người ở xa xa nên đón nơi này là lãnh địa của phong tộc cổ thế gia bộ tộc này cũng hưng thịnh cường giả cấp đại thánh một đời tiếp một đời chưa bao giờ đoạn tuyệt mặc dù chưa từng leo lên đỉnh núi nội tình cũng phi thường đáng sợ nghe đồn bộ tộc này là chi mạch xa xôi nhất của phục hy đại đế có lẽ trong tộc cất giấu cực đạo để binh phục hy long bia của phục hy đại đế nhưng nó không bao giờ xuất hiện rất ít người dám lấy mạng đi xác minh tin tức này phía trước đám người kia chính là tộc trưởng phong tộc. Một tồn tại đại thánh cấp tiếng tâm lừng lẫy. Cũng từng tại hắn khi đó tin không cổ lộ mở ra một con đường máu đến, hôm nay hắn đã rủ xuống già rồi, khí huyết quể oải. Thánh thể thiên hoàng cổ tinh. Phong tộc trưởng phong thường không đứng cách tự thiếu long không xa, xa xa nhìn nhau, ngữ khí mang theo một tia kính sợ. Tự thiếu long gật gật đầu. Phong tộc trưởng một đám cường giả phong tộc nhường ra một con đường lớn cho tự thiếu long bọn họ tôn kính cường giả như vậy là bởi vì thân phận của hắn thái cổ thánh thể cũng bởi vì thực lực của hắn chuẩn đế bác trọng thiên mời thánh thể vào thánh địa tộc ta một chút phong thường không muốn mời tự thiếu long vào cổ địa phong tộc ngồi một chút tự thiếu long không có khách khí đi vào cổ địa phong tộc phong tộc quả thật không thẹn với thế lực nhất lưu đông hoang. Đó là một loại thế giới nhỏ được nhân lực mở ra. Bên trong linh khí dư thừa, các loại kỳ trân dị thú đang vỗ cánh bay lượn. Vô số đạo quan trụ đang chiếu rọi. Hình thành một đạo miếu thờ rộng lớn nguyên nga sừng sững. Đôi mắt tự thiếu lông lóe lên, đôi mắt sáng kỳ giống như muốn nhìn thấu tất cả. Thế nhưng, vẫn chưa như nguyện. Từng tầng màn sáng kia, che giấu hết thảy phong thường không kịp thời mở miệng đó là một vị lão tổ của tộc ta bảy vạn năm trước ngẫu nhiên bị thần nguyên phong lầm hiện tại được tộc ta nên đón Từ thiếu long gật gật đầu cũng không nói gì lão tổ đi tới một đường ranh giới bước qua tộc ta thật sự thịnh vượng trong ánh mắt phong thường không tràn ngập mong đợi Từ thiếu long minh phong tộc cơ hồ vận dụng lực lượng toàn tộc muốn trợ giúp lão tổ vượt qua cửa ải khó khăn chuẩn đế này Bọn họ không biết bí pháp lấy được từ nơi nào, hợp thành một đạo pháp trận kỳ dị này. Thế cục càng ngày càng rung chuyển, chỉ có chân chính sinh ra chuẩn đế tồn tại, mới có thể có một phần lực tự bảo vệ mình. Tự thiếu long đột nhiên mở miệng. Các ngươi mời ta một chút, là có việc muốn thương lượng đi. Phong thường không đỏ mặt, ý đồ của hắn bị tự thiếu long chỉ ra. Ta muốn mời thánh thể hộ đạo cho lão tổ tộc ta. Phong tộc cũng không phải không có địch nhân chúng ta cũng có năng lực ngăn cản tìm thư uyển nhưng sợ có chuyện ngoài ý muốn phong thường nói rất rõ ràng hy vọng ở thời điểm cuối cùng tự thiếu long có thể trợ giúp một tay bảo đảm lão tổ phong tộc vượt qua cửa ải khó khăn phong thường không sợ tự thiếu long không đáp ứng lại mở miệng nói phong tộc cũng không keo kiệt ta từng du lịch tinh không ở một mảnh cổ tinh vực trách nát phát hiện qua tán địa của một tôn vô địch giả nghi ngờ một tôn thánh thể thái cổ đại thành, hắn đã chết không biết bao lâu, nhưng loại khí cơ áp sát hoàng vũ này, quá kinh khủng. Tự thiếu long vẻ mặt khẽ động, nội tâm kinh hãi. Một tôn thánh thể đại thành. Chẳng lẽ là một trong chính đại thánh thể kia? Còn có thể tỉ mỉ hơn một chút sao? Tự thiếu long hô hấp trở nên thập phần dồn dập. Phong thường không lắc đầu, mặt lộ vẻ chua xót. Ta khi đó cũng là một tôn đại thánh, Thế nhưng ngày đó vẫn bị dọa vỡ mật, chỉ lo thoát đi, căn bản không dám bước thêm một bước. Đó là một tôn chí tôn cấp tán địa, chỉ có cường giả chân chính mới có thể tìm hiểu đến cùng. Phong thường không phi thường xác thực nói, ánh mắt càng là thập phần tha thiết. Từ Thiếu Long không có tự hỏi, lúc này liền đáp ứng. "Tốt, ta đáp ứng, ngươi tộc lão tổ độ kiếp ngày, ta tới thay hắn đỡ lấy cuối cùng vấn đề." Phong thường không phi thường kích động, hắn kỳ thật cũng cảm thấy tự thiếu long không có khả năng đáp ứng, mặc dù hắn ném ra điều kiện phi thường mê người, chí tôn cổ tán địa. Có quá nhiều cơ hội trong đó. Nhưng rủi ro cũng quá lớn. Phong thường không lôi kéo tự thiếu long hàng huyên một trận, lại dẫn một đống nữ tử thanh xuân trong tộc tiến lên, thập phần nhiệt tình, ngôn luận cái gì nữ tử tộc ta yếu điều thuộc nữ, phong nhã hào hoa, có thể phối thánh thể. Bị tự thiếu long chỉnh chạy trối chết tự thiếu long chật vật chạy ra phong tộc thời điểm, còn có thể nghe thấy phong thường không ở phía sau hô to. Thánh thể đừng đi, còn có 800 cái cô nương không có cho ngươi giới thiệu đây. Tự thiếu long cảm giác, một đời anh danh muốn hủy. Chương 8 Để lộ tranh hùng, đêm nay còn có một chương. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, đế tộc Khương Gia, hùng bá đông hoang một mảnh phi thường bao la lãnh thổ quốc gia, cường đại đến một cái cấp độ mới. Mà một vực kia, cũng không có nửa phần trời quan. Bầu trời sương mù mênh mông, mưa nhỏ lẻ loi như tơ nhện rơi xuống. Từ thiếu long đến rồi, trong lòng hắn phập phồng. Trong đầu lại hiện lên một tia tuấn nhang của đế tử Khương Thu Thủy. Khương gia trên dưới đều bao phủ một tầng lo lắng. Đế tử ngã xuống, để cho bọn họ bi thương tới cực điểm. Bọn họ mở ra bí cảnh thế gia, có người lục tục đi vào phúng viếng. Có người ở phía trước nghênh đón, kéo dài không dứt. Từ thiếu long chậm rãi tiến lên. Gió nhẹ thổi bay thái dương của hắn. Ta tới tiễn đưa đế tử. Từ thiếu long mở miệng nói, mang theo tiếc núi vô tận. Khương gia chủ khương bằng phi nặng nề gật đầu. Thiên hoàng thánh thể. Đế tử kỳ vọng ngươi đến. Từ thiếu long trong lòng có động, biết Khương gia gia chủ Khương Bằng Phi có lời muốn nói với hắn. Một đám người nhường đường cho tự thiếu long. Khương Bằng Phi mời tự thiếu long tiến vào Khương gia bí cảnh. Vừa tiến vào Khương gia bí cảnh, liền cảm giác được một loại ý cảnh thê lương. Đó là một cái quan tài đen kịch vô cùng to lớn, đặt ở trên tế đàn thật lớn. Vô số nhân ảnh quỳ rạp trên mặt đất, đều treo bạch lăng. Đồng thời, một nhóm lại một nhóm binh sĩ mặc hát diệu trọng giáp, tay cầm trường qua, hết sức chỉnh tề sắp xếp ở hai bên quan tài, uy nghiêm vô cùng. Thỉnh thánh thể tiễn đưa đế tử. Chúng ta phải đưa lão tổ trở về tổ địa. Khương Bằng Phi ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Đây là một nghi lễ rất trang trọng. Đó là truyền thống lâu đời nhất của họ. Từ thiếu lông nhẹ gật đầu. Gia chủ yên tâm, ta cùng đế tử Khương Thu Thủy có đại nhân quả, ai dám tới chạm trán, ta tất lấy thiết huyết thủ đoạn trấn sát tự thiếu long đi lên phía trước, ngóng nhìn Khương Thu Thủy còn sót lại nửa vách tường trong quan tài. Ngọn lửa báo thù trong lòng hắn điên cuồng nhảy lên. Khương Thu Thủy bình tĩnh nằm ở bên trong, thân thể của hắn không cách nào trọng tố, chỉ có thể lấy tư thái như vậy trở về quê cũ. Theo nắp quan tài từ từ đậy lại. Tự thiếu long mới không nở rời mắt. Khương gia cường đại biết bao, bộ tộc phân ra một chi chủ mạch, chính chi mạch mỗi một mạch đều xuất động một tôn tồn tại cấp đại thánh phía trước năm tôn đại thánh thác lộ phía sau năm tôn đại thánh cố vĩ mà chúng cường giả nâng quan tài cơ hồ đều là cường giả như thánh nhân vương khương bằng phi cầm trong tay một thanh huyết đao kinh thế cái loại tư thái cuồng bạo này làm cho người ta liếc mắt rất có bộ dáng ai tới ai chết ông cực đạo đế binh hằng vũ lô bay ra nó hung hăng va chạm vào một hàng rào thời không trong nháy mắt vô tận thời không loạn lưu bay ra mảng lớn mảng lớn không gian sụp xuống theo nhìn lại có thể nhìn thấy vô ngần tinh không đang tỏa sáng hàng vũ lô đã thông tọa độ vũ trụ lên khương bằng phi thét dài một tiếng đứng lên một đám cường giả nâng quan tài thét lên một tiếng cái loại tiếng rít trung trời này vang vọng phía chân trời cảm giác áp bách khó hiểu bao phủ ở trong lòng mọi người theo đội ngũ phía trước năm Tôn Đại Thánh bước vào thời không loạn lưu, mới yếu bớt vài phần. Tự Thiếu Long đi theo đội ngũ cuối cùng. Hắn cơ hồ là vận dụng toàn thân chiến lực. Hắn muốn cho tất cả mọi người nhìn thấy, đây là dạng tồn tại gì ở hộ đạo. Nếu ai không có mắt khiêu khích, hắn không ngại đưa hắn đi địa phủ vãng sinh. Đội ngũ lớn như vậy tiến lên dưới tinh không, không gì có thể ngăn cản bước tiến của họ hàng vũ lô không theo vào, nhóm này cơ hồ điều động đi hơn phân nửa lực lượng khương gia, nhất định phải lưu lại binh khí trấn tộc mới được. Đội ngũ trùng trùng điệp điệp tiến lên cơ hồ nửa năm. Tự thiếu long hai tháng trước đã rời khỏi đội ngũ đưa tan khương gia. Nguyên nhân không có hắn, khương gia gia chủ khương bằng phi cảm thấy sẽ không xuất hiện loạn. Trên thực tế cũng xác thực không có xuất hiện loạn dù sao ai lại không có mắt thật đi trêu chọc một đại đế thế gia cùng một tôn thánh thể tu vi thành công đây. Nhưng tự thiếu long lại về tới bắt đẩu tin. Ngôi sao lớn này có quá nhiều điều kỳ diệu. Hắn biết. Đại thế chân chính cũng sẽ không xuất hiện ở kiếp này. Bởi vì cổ tộc không có thức tỉnh. Thiên địa cũng không có đại biến. Con đường tu hành cũng không gặp gền như đời sau. Thế nhưng, kiếp này còn có kiếp nạn. Nếu quả thật dựa theo cổ sử đến phát triển, cấm khu tồn tại hiển nhiên là có chút muốn ngồi không yên. Thời kỳ thái cổ xuất hiện không ít người thành đạo. Áp chế bọn họ quá nhiều năm. Mặc dù đại đế không ra, cũng có thánh thể đại thành đang bình loạn. Thời đại của hư không đại đế còn ở phía sau. Mà nay thế, cũng nhất định có náo loạn. Cho tới bây giờ cũng sẽ không dừng lại. Lần thứ nhất tiên lộ đại loạn là ở Bắc Đẩu Tinh lần thứ hai là phi tiên tinh tự thiểu long thử suy tính tọa độ của phi tiên tinh thế nhưng căn bản không có một chút dấu vết hiển nhiên chưa tới lúc đó căn bản sẽ không xuất hiện không không phải tất cả thiên tôn cùng thái cổ hoàng đều nhận định hậu thế thành tiên lộ mới là chính xác nhất nhất định có người sẽ nhận định gần nhất thành tiên lộ mới là chính xác nhất mặc dù thật sự có người nhận định thành tiên lộ đời sau mới là chính xác nhất vậy, cũng có người chờ không nổi. Tự thiếu long thở dài một tiếng, tìm thư uyển biết tránh không thoát. Đời này, nhất định cũng phải long trời lỡ đất. Xuất thế chí tôn không cách nào đoán trước, có lẽ một tôn, có lẽ mấy tôn. Trong nháy mắt, tự thiếu long cũng cảm giác trên người áp lực vô tận. A a a a, thề phải đại thành. Tự thiếu long ngửa mặt lên trời thét dài. Trái tim đa sung chưa bao giờ vội vã đến thế hắn muốn tập hợp đủ cửu bí hắn muốn tìm kiếm đại thành kiếp của mình tự thiếu long đứng sừng sững trên đông hoang nhìn ra xa vùng cấm sinh mệnh xa xôi mỏ cổ thái sơ hắn biết đây là khu vực cấm đáng sợ nhất bên trong không biết ngủ đông bao nhiêu tôn cổ hoàng thiên tôn cái kia một tòa mỏ cổ xa xa nhìn lại liền giống như một tòa tùy thời đều có thể phun trào núi lửa ánh sao vô tận rực rỡ trong nháy mắt bị thôn phệ trong nháy mắt lại phun ra từng mảng bụi bặm lớn. Giống như một con cự thú ngâm đen tiềm tàn dưới đất, đang nuốt tinh hoa thiên địa. Từ thiếu long quay đầu liền rời đi. Không nhìn thêm một cái nữa. Không có dịp thiên đế thực lực như vậy, nhìn nhiều một cái chính là đối với chính mình tra tấn. Hắn làm sao không muốn đẩy ngang cấm khu. Một thời đại có đỉnh cao của một thời đại. Hiển nhiên, cao trào của thời đại này sắp tới. Trên tinh không cổ trên đường, các tộc mạnh nhất thiên kiêu đều đi tới đế lộ tranh hùng điểm cuối cùng duy nhất. Duy nhất chân lộ. Cái gì cũng là giả, cái gì cũng có thể là giả. Nhưng đi tới cửa ải cuối cùng này. Sức mạnh nào cũng không che giấu. Chiến tích huy hoàng trước đây cũng không thể dọa lui địch thủ của ngươi. Đến tột cùng là giết hết thiên hạ địch leo lên tuyệt đỉnh, hay là hóa thành người khác xương dưới chân, hết thảy đều xem hôm nay chuẩn đế đã không cách nào hoành áp đương thời. Có nhân vật cường đại chân chính đi tới chung cực đế lộ. Thiên kiêu thần tộc chân chính không tì vết bắt thiên nhai, thái cổ nhân kiệt ma long tử phá vỡ thần nguyên mà ra, đế nữ hạ du băng đế tộc thái hạ hoàng triều, vân vân và vân vân. Ai cũng không dám nói ai nhất định yếu hơn ai. Chương 9 Đại chiến cổ hoàng tử Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, push, trận chiến khó khăn nhất đã đến. Tại đế lộ cuối cùng quan, sớm dết đến máu chảy thành sông, mạng lớn mạng lớn tinh vực bị hủy diệt. Nơi đại chiến đi qua, thi hoành khắp nơi. Có chí với đế lộ cuối cùng quan thiên kiêu, có người đã ngã vào trong vũng máu, mắt nhìn hy vọng tan biến mất. À, quá thảm thiết. Thái tử cự linh ma tượng nhất tộc bị tàn sát. Không thể tin được, trước đây hắn vừa mới giết chết một chuẩn đế nhanh như vậy đã đến phiên mình. Có người cảm khái, cảm khái đại đạo gian nan. Hắn đã sớm rời khỏi đế lộ tranh hùng, đang quan sát một thình thế bi ca này. Thiên kiêu tự tin không cổ lộ đẫm máu vết ra, bị thiên kiêu mạnh hơn độ sát. Dường như ý nghĩa cuộc sống của hắn chính là vì trở thành xương khô dưới chân người khác. Chuyện bi ai nhất cùng lắm cũng chỉ đến thế này thôi, ôi. Vô số tiếng thở dài. A a a a, ta hận chỉ kém một cái chớp mắt. Chỉ kém một cái chớp mắt. Có người đang gào thét, cổ ý cảnh bi thương kia truyền tới trong lòng mỗi người. Đại chiến trong nháy mắt dừng lại. Tất cả mọi người đang quan sát một đoàn ánh sáng ở trung tâm chiến trường. Tiếng nổ lớn kinh thiên động địa nổ vang bên tai mọi người. Sóng khí không biết bay ra ngoài bao xa, tạo thành một cái hố lớn không biết sâu bao nhiêu. Trong hố sâu kia, chậm rãi đi ra một đạo thân ảnh, khí tức thập phần quể quải, nhưng cũng không bị trọng thương. Hắn lau sạch máu tươi nơi khóe miệng. Luận cái gì chỉ kém một cái chớp mắt. Ta bắn chết ngươi, chính là minh chứng tốt nhất. Đây là thiên kiêu cái đại thần huyết của thần tộc. Thực lực của hắn đã đạt tới chuẩn đế bát trọng thiên, cường đại đến cực điểm đáng sợ. Hắn rất có khả năng vượt qua thần tộc ít có kia mấy tôn cổ đại chí tôn độ cao, có lẽ có thể chân chính trở thành một tôn đại đế đánh vỡ cổ sử, trở thành truyền kỳ. Mọi người ngầm thừa nhận. Những lời này không thể phủ nhận. Cho tới bây giờ cũng không có cái cớ cho má gì chỉ kém một đường. Thất bại thì phải chết, chết chính là công giả trang. Nói gì cũng vô ích. Thần tộc Thiên Kiêu Bắc Thiên Nhai bình phục khí tức, cao cao treo ở trên tinh không, hiển lộ ra tuyệt đại phong hoa của hắn. Không ai dám thách thức hắn nữa. Đột nhiên trong tinh không truyền ra từng đợt bước chân nặng nề mỗi bước ra một bước tự như tiếng trống ù ù đang cổ động tự thiếu lông đến rồi thân và tâm của hắn trống rỗng cơ hồ tất cả trạng thái đều đạt tới thời khắc hoàng mỹ nhất huyết khí bàn bạc đang sôi trào giống như một con cự long đang nhảy lên thánh thể thiên hoàng cổ tinh đến rồi có người phát ra tiếng trống to thánh thể gì thánh thể không có đại thành cũng xứng gọi là thánh thể sao lật khắp cổ sử, thánh thể bị bắn chết còn ít sao. Có người khinh thường. Bọn họ ở đế quan một đường chém vết đi ra, gặp được quá nhiều chưa từng thấy kỳ dị thể chất, chưa từng nghe thấy nghịch thiên bí thuật. Chỉ một cái thánh thể, căn bản không kinh sợ được bọn họ. Nói cách khác, trước khi bọn họ không bị thánh thể đánh chết, cho dù thánh thể này có chiến tích huy hoàng hơn nữa, bọn họ cũng dám liều mạng. Tự thiếu lông căn bản không để ý tới bọn họ cũng không phải nói từ Thiếu Long liền nhất định khinh thị bọn họ, mà là từ Thiếu Long trải qua đại chiến, hoặc là thánh thể ngàn tuổi nguyên trải qua đại chiến, đã có vốn liếng để cho tự Thiếu Long tự tin. Thử hỏi có bao nhiêu người dám bắn tỉa một tôn chí tôn cấp tồn tại đây? Từ Thiếu Long đến, để cho đại chiến lần nữa có một tia hòa hoãn thời gian. "Đạo huynh, đã lâu không có việc gì a?" À, một đạo thanh âm bén nhọn vang lên. Từ Thiếu Long theo tiếng nhìn lại, là một vị hoàng tử cổ. Viêm chích tử. Rất ít người biết hắn là cổ hoàng tử, hắn che giấu quá sâu. Thủ đoạn cấm kỵ nhiều lắm, cố ý che giấu thân phận của mình. Nhưng tự thiếu long lại biết thân phận của hắn. Bất quá, phụ thân hắn chích thiên cổ hoàng chứng đạo niên nguyệt thật sự quá mức xa xưa, vả lại, phụ thân hắn chích thiên cổ hoàng cũng không lưu lại đạo thống. Cổ sử đối với tôn cổ hoàng này ghi chép quá mức thưa thớt thế cho nên không ai biết được thân phận của hắn. Tự Thiếu Long thậm chí còn hoài nghi hắn có nắm giữ cực đạo binh khí của phụ thân hay không. Trận chiến với đạo huynh ngày xưa vẫn trôi qua 7 năm. Ta đối với thực lực của đạo huynh vẫn cảm thấy khẩn trương khó hiểu a, à, Viêm Chích Tử không nhanh không chậm mở miệng nói, hắn đối với Tự Thiếu Long mang theo một loại địch ý nồng đậm. Tự Thiếu Long nhìn hắn một cái, lại nhìn về phía hai cái đầu đẫm máu mà tay trái tay phải hắn mang theo viêm chích tử mỉm cười, khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười âm trầm dọa người. Vừa mới làm thịt hai thứ không có mắt. Dung mạo hắn vốn xấu xí, ngũ quan hơi vặn vẹo. Tự thiếu long biết hắn bản thể, hắn bản thể không phải hình người, mà là một loại du đảng tại vũ trụ biển sâu huyết hồng trùng. Đó là một loại sinh vật kỳ dị, bản thể vô cùng to lớn, thích thôn phệ tinh hạch lạnh như băng. Tự thiếu long biết sự khủng bố của hắn phụ thân của hắn có thể chứng đạo, trở thành hoành áp một thời đại thái cổ hoàng, con nối của hắn nhất định là cực kỳ cường đại. Tự thiếu long khinh miệt cười. Trận chiến đó, ngươi không nói ta đều quên mất. Hiện tại nhớ tới, chỉ cảm thấy thuận chân đá văng một con sâu đáng thương cản đường. Ánh mắt viêm chích tử âm lãnh tới cực điểm. Những lời này của tự thiếu long rõ ràng là sát muối lên vết thương của hắn. Hắn là con ruột của Thái Cổ Hoàng. Tự thiếu long những lời này không chỉ là vũ nhục hắn, càng là nhục nhã phụ thân của hắn. Ta muốn dùng đầu của ngươi, tìm thư uyển v đúc v đúc đúc chấm giao su sinh chấm công hướng phụ thân của ta chuộc tội. Tự thiếu long từ chối cho ý kiến, hắn đứng cách viêm chích tử không xa. Nhưng lại bình tĩnh như nước. Viêm chích tử ném hai cái đầu chuẩn đế ra ngoài trời. Trong nháy mắt, liền cảm thấy thiên địa phong vân đột biến, bụi bậm vũ trụ xen lẫn thời không loạn lưu hình thành từng đạo long quyển. Vũ trụ cương phong từ thân hai người thổi qua, sợi tóc đỏ tươi của viêm chích tử đang loạn vũ, giống như mà vương khát máu. Đạt tới cảnh giới chuẩn đế, càng lên cao, lại càng gần cực hạn vũ trụ đạo tắc. Nhất cử nhất động đều sẽ hình thành biến hóa mạc danh kỳ diệu. Tự thiếu long cùng viêm chích tử hiển nhiên đều đã nhanh chóng trở thành chuẩn đế cực đỉnh tồn tại. đông dạng là chuẩn đế bát trọng thiên, một cái thân có thái cổ thánh thể thể chất một cái thân có thái cổ hoàng huyết mạch hôm nay phải tiến hành quyết đấu mạnh hơn cường bọn họ có ân oán nhất định phải liều mạng sống chết đối với những người có trình độ như họ cái chết là kết cục tốt nhất tự thiếu long dẫn đầu làm khó dễ từ sau khi cùng đại thành thánh linh nguyên thương cổ một trận chiến tự thiếu long liền thích ứng thế giới này hình thái ý thức nó thích nghi với thế giới không còn xa lạ nữa tự thiếu long không phải là người thích bị động bị đánh dị tượng thánh thể dành riêng cho tự thiếu long nhảy ra một đạo kim hoàng cùng kim long từ cổ tay áo xong quyền đánh ra một lại toát ra vô tận quyền ảnh đánh về phía viêm chích tử đó là một loại thế công sắc bén kinh thiên cái địa nhanh ngoan chuẩn mà trong nháy mắt tự thiếu long đánh ra quyền ảnh kia thân ảnh tự thiếu long liền kịch liệt đi tới trước người viêm chích tử đây là hành tự bí được xưng là bí thuật chí cao nhanh hơn hết thảy pháp trên thế gian. Trước ngực viêm chích tử lộ ra một đoàn huyết vụ, trong phút chốc bắn ra ngoài. Dập tắt vô tận quyền ảnh, miệng lớn thét lên, vô tận huyết phun miệng lớn đem kim hoàng cùng kim long nổ nát. Đồng dạng nhanh đến không thể tưởng tượng nổi.